Ok em nhá. Ok ok. À, xin chào. Mấy em đang nhậu hả? Ok. Đây hôm nay là xuống Thường Tín nhá. Em Tuấn Monaco nhá. Anh đang đi nhậu dưới nhà em anh. Hôm nay là Du Xuân xuống nhà anh Toàn. Để okay, chúc Tết. Chúc cả nhà mình một năm mới là hoan hỷ. Anh à. Anh Dũng làm sáng kìa. Hôm nay uống mới là nhiều, anh xin. Em chào anh Ông, chào anh Adu. Em của Tuấn Monaco nhá. Chúc tất cả anh em một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhá. Đây. À, anh hóa thành Tuấn Monaco. Anh Dũng, 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 anh bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại chào cái nào, bà ngoại chào bà ngoại. Uống cùi nha, Gauli xin chúc cả nhà, bạn bè Facebook của Tuấn là năm mới bình an thành công nha. Chúc gì mà hay thế. Đấy cả nhà đầu năm cứ hoan hỉ cả nhà nhá. Có gì cứ ném trứng thì thôi, đừng ném cà chua vào đây nhiệt tất. Dung bóng xinh quá trời đấy. Xinh nhưng mà vẫn ế. À, ế bây giờ nó là xu thế. Sao cháu nó đấy em? Em biết người phụ nữ đẹp nhất là khi người phụ nữ ấy đấy như thế nào không? Đúng. Người phụ nữ đấy không thuộc về ai. Cái bò này ăn đi này anh này. Anh bò đấy. Anh ra. Anh chào chào Facebook của Tuấn Monaco nhá. Monaco. Anh cứ ma. Anh cứ ma. Năm mới năm 2024 anh phải mua. Mô. Vì các bạn ở bên Nga anh toàn bảo một Nga mà bán cho tao bình sữa Monaco. Mà là hậu hậu ba lông tung. Chị gì áo cam ơi. Chị đang ngồi đâu đây? À, mình đang ngồi ở đâu còn đâu bên nào anh nhá. À, Tuấn mình chào tất cả bạn bè Facebook của bạn Tuấn nha. Nhà cậu á? Vâng. Là xây nhà. Vâng. Mà em dâu ngủ đấy nhá. Em dành riêng cho anh chị một phòng. Em nghĩ là em dâu chỉ làm nhiều rau nhá. Vâng. Thế vậy em dâu ra cáo rồi. Về đây cho nên em dâu. Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc. Áo cam chào rồi, bây giờ đến áo đô. Chào rồi, bên anh chào rồi. Hồng ơi. Hồng ơi. Có được nhà là Mito. Nhà là ôi giời, lần đầu tiên em làm thì được hay mấy người sẽ tao nói chuyện một lúc đó rồi. Anh có thế. Hai bạn bỏ số. Đang toàn vừa đưa thôi, đúng rồi. Chuẩn đấy, chuẩn đấy. Anh em đi ăn ảo đấy. Thôi kệ em ra. Sáng nay bạn Tuấn thúc to bạn Tuấn thúc định thôi mà. À định thôi à, bạn thôi thì thôi. Thôi. Ai cho thôi? Anh không thôi việc của anh ấy, anh liên quan gì mà anh phải thôi theo. Em thôi theo là em phải uống một chén rượu.
đầy. Mà anh thôi là anh. Anh ơi, nhớ một điều là này. Mình phải ưu tiên bạn mình. Không ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, không, chị cho nó hết đi em. Mình ơi, mình nó khác. Tất cả bạn mình một mình nhá. Anh Dũng là đang một mình, anh có thể thôi. Còn đây hai mình thì không thôi được. Em chỉ nói gì nhá. Anh đồng ý không? Anh đang cô đơn. Cô này và chị này là hai người. Anh giống như cười. Mày đừng bảo là làm anh Thanh vất vả quá. Thôi anh ngồi luôn chuyển chỗ. Anh Thanh ngồi luôn bên đấy. Thôi để em bảo bạn em về chỗ đi. Anh xong rồi. Uống xong đi lại xem. Anh ơi. Được chưa? Ok. Em bảo bạn em về chỗ. Đau đầu bạn cũng trẻ lắm. Có rồi rồi, xong anh xem. Anh đi mỏi chân. Anh Dũng ơi, em đã có ý kiến. Ai ngồi đâu khổ quá, làm anh Thanh vất vả. Ôi, làm anh vất vả đi đi lại lại suốt. Thôi, chồng mình nhá, cõng chồng mình như bình thường. Nhưng mà bây giờ ba lung tung. Dạ vâng. Đây em có đây dạ. Vâng. Anh ơi, nhà mình yêu thương đấy. Bạn yêu thương. Dạ đây anh ạ, đây rõ quá. Bất mặt của bạn Dũng đây. À đây anh ạ, cả hai anh Dũng luôn. Đây. Anh nhìn mãi mới ra lai à? Anh nhìn mãi ra lai. Mời cả nhà nhá, chúc cả nhà mình một năm mới là sức khỏe bình an nhá, vạn sự tốt lành. Em mà cho anh bán mì tôm nhé. Thôi. Anh ơi.